giải đáp bí ẩn vì sao một số người có bộ óc sáng tạo thiên tài những khác biệt trong não bộ có thể khiến cho một số người có khả năng sáng tạo vượt trội hơn đại đa số và tin vui là vẫn có cách để đào tạo ra các thiên tài với khả năng sáng tạo vượt bậc sáng tạo không chỉ là khả năng vẽ một bức tranh hoặc thiết kế một sản phẩm tất cả chúng ta đều cần phải suy nghĩ sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày cho dù đó là chuẩn bị bữa ăn tối bằng cách sử dụng tờ rơi hay tạo ra những bộ trang phục thời trang Halloween từ những bộ quần áo bình thường trong tủ áo. Theo các nhà nghiên cứu thì các hoạt động sáng tạo có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là sự sáng tạo nhỏ Little C, như là tạo ra một trang web làm một món quà sinh nhật thủ công hoặc nghĩ ra một câu chuyện hài hước. Và thứ hai là sáng tạo lớn Big sea, như là viết một bài diễn thuyết, sáng tác một bài thơ hoặc thiết kế một thí nghiệm khoa học. Các nhà nghiên cứu về tâm lý học và thần kinh học đã bắt đầu xác định các quá trình tư duy vào vùng não liên quan đến sự sáng tạo. Bằng chứng gần đây cho thấy sáng tạo liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa tư duy tự phát và suy nghĩ có kiểm soát, đây là khả năng tự phát hiện ý tưởng và đánh giá chúng một cách có chủ ý để xem chúng có thể sử dụng những ý tưởng này hay không. Tuy nhiên, điều gì làm cho một số người sáng tạo hơn những người khác vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp lập bản đồ của não trong quá trình tư duy sáng tạo. Trong nghiên cứu mới đây thì 163 người tham gia đã được yêu cầu hoàn thành một bài kiểm tra cổ điển về tư duy khác biệt. Họ phải kiểm tra và đưa ra suy nghĩ về những ứng dụng mới và không bình thường cho các đồ vật. Khi hoàn thành bài kiểm tra thì họ được chụp cộng hưởng từ các chức năng, viết tắt là fMRI đo máu lưu thông đến các bộ phận của não nhiệm vụ này đánh giá khả năng suy nghĩ khác của người tham gia ví dụ trong nghiên cứu thì các nhà khoa học cho tình nguyện viên nhìn thấy những vật thể khác nhau trên màn hình chẳng hạn như là một miếng vỏ kẹo cao su hoặc là một chiếc vớ và yêu cầu họ đưa ra cách để sử dụng chúng một cách sáng tạo có một số ý tưởng sáng tạo hơn những ý tưởng khác đối với chiếc vớ có người bảo dùng nó để giữ ấm cho đôi chân, công dụng thông thường của nó, nhưng có một số người khác muốn sử dụng nó cho một hệ thống lọc nước. Điều thú vị ở chỗ là các nhà khoa học nhận thấy những người làm nhiệm vụ này tốt hơn cũng cho biết họ có sở thích và thành tích sáng tạo hơn. Nghiên cứu này cho thấy có thể đánh giá được phần nào tư duy sáng tạo nói chung. Mối liên kết đặc biệt của mạng sáng tạo Đo lượng hoạt động của não sau thử nghiệm cho thấy các vùng não chịu trách nhiệm sáng tạo thuộc ba hệ thống đặc hiệu. Theo đó thì ở những người được coi cho là có óc sáng tạo thiên tài, có một số kết nối chặt chẽ hơn giữa ba mạng lưới trong não bộ, mạng mặc định, mạng điều khiển hành động và mạng lưới lưu thông. Mạng mặc định là các vùng não hoạt động khi chúng ta có những tiêu duy bột phát, chẳng hạn như là để trí óc lang thang, mơ mộng và tưởng tượng mạng điều khiển hành động sẽ kích hoạt khi cần tập trung hoặc là kiểm soát quá trình suy nghĩ của họ và mạng lưới lưu động là khu vực hoạt động như là một cơ chế chuyển đổi giữa hệ thống mặc định và điều hành của não bộ Kết quả của nghiên cứu cho thấy ở những người được cho là có óc sáng tạo thiên tài, có một sự kết nối chặt chẽ hơn giữa ba mạng lưới trong não bộ này. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu sống trong một môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo, những mối liên kết giữa các mạng lưới này càng bền chặt hơn, tạo điều kiện cho những sáng tạo được dễ dàng hơn, bày bổng và hiệu quả hơn. Tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ Roger Beatty, Đại học Harvard nước Mỹ, cho biết ông đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu để làm rõ hơn một luận điểm mà các kết quả trên đã dẫn tới, có vẻ như việc được đào tạo từ nhỏ các môn nghệ thuật và khoa học ảnh hưởng khá sâu sắc đến sự kết nối mạnh mẽ giữa ba mạng lưới thần kinh này và làm người đó có khả năng sáng tạo tốt hơn. Nghiên cứu trên thì phù hợp với một nghiên cứu trước đó của Jonathan Blocker, Đại học Indiana, Mỹ cho thấy khả năng sáng tạo của một người liên quan chặt chẽ đến một môi trường kích thích sự sáng tạo trong thời ấu thơ hơn là IQ của người đó. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.